nhu cầu muốn mua vàng hoặc ngọc xanh hãy truy cập ngay bánvangngoc.vn, trang web mua bán vàng ngọc uy tín, giá rẻ, chất lượng. Giá vàng X3K3 10K nhận ngay 33 triệu vàng, đã có vàng server 8 nha anh em. Ngoài ra giá ngọc X6.2 100K nhận ngay được 620 ngọc. Anh em nào có nhu cầu muốn mua vàng hoặc ngọc xanh hãy truy cập ngay bánvangngoc.vn. Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nha anh em. Thì đây là một nick zin của mình. Bây giờ đang là 23 giờ 45 phút ngày 22 tháng 5 rồi. Thì hôm nay mình cảm thấy trong người rảnh rảnh, thế nên là mình quyết định đó chính là lập cái nick Dubai Up Zin này để mình thử xem cái set 6 sao của mình khi up lên 200 triệu nó sẽ như thế nào nha anh em. Đây thì bây giờ mình sẽ quyết định đó chính là mua thôi, mình cứ mua tầm bùa 1 giờ đã nha anh em. Thì mình sẽ mua full bùa 1 giờ để mình up lên tầm 1 triệu 5. Sau đó mình sẽ giao dịch cái set 6 sao sang cái nick này để xem là úp lên 200 triệu nó sẽ như thế nào nha anh em. Vì ở cái clip mà sơ sinh lên 40 tỷ của mình ý, thì mình đã sử dụng gọi là ngọc rồng 1 sao. Thế nên là anh em đã không biết được cái sức mạnh của set 6 sao này khi úp lên 200 triệu nó sẽ như thế nào. Ok, thì chắc là bây giờ mình sẽ phải đó chính là up sức mạnh lên 340k chứ nhở. Ừ đúng rồi, 340k thì giao dịch được rồi. Thì chắc là bây giờ mình sẽ treo lên 340k. Sau đó thì mình sẽ dùng set 6 sao up xem nó như thế nào nha anh em. Ok, thì bây giờ mình cứ add quái vào đã. Đấy, sau đó mình sẽ đó chính là tàn sát lên thôi. Đấy, mình sẽ dùng Warp VIP nha anh em. Tại vì cái lúc này mình chưa gặp được đen đe để mình mua tự động luyện tập anh em ạ. Thế nên là mình sẽ phải dùng cái này. Đây, mình sẽ bật auto boop nữa này. Boop theo chỉ số đi. Thì khi dưới tầm bao nhiêu nhỉ? 20 hay 30? 20 rồi nha anh em. Để cho tiết kiệm đậu một tí. Ok, đó thì bây giờ mình chỉ việc đó chính là treo như thế này thôi. Khi nào đủ sức mạnh thì mình sẽ đi làm nhiệm vụ, sau đó mình sẽ treo các thứ thôi. Ok, và anh em xem clip đến đây thì đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nhá. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Đó thì hôm nay nói chung là đêm khuya rảnh nhưng mà anh em, thế nên là hứng lên thì đi úp như này cho nó vui. Ok anh em ơi, và nói chung là sau một khoảng thời gian nhất định thì mình đã up được lên 34k ở 3 con này rồi đây. Thì mình đã trang bị được hết tất cả các đồ rồi. Thì bây giờ mình chỉ việc đó chính là đi làm nhiệm vụ, sau đó mình sẽ mua tự động luyện tập về treo thôi. Treo lên 340k thì sau đó mình sẽ giao dịch set tiềm năng sang và test cho anh em xem cái sức mạnh của set 6 sao nó sẽ như thế nào nha anh em. Ok, và bây giờ mình chỉ việc đó chính là làm nhiệm vụ thôi. We'll be right back.
Ok anh em ơi, và nói chung là sau một thời gian đi làm nhiệm vụ và cuối cùng là mình đã xong được nhiệm vụ tìm tìm ngọc rồng 7 sao rồi. Thì tiếp theo toàn những nhiệm vụ như kiểu là đánh thần mèo thôi, thì cũng gần giao dịch được rồi anh em ơi. Chỉ còn 240k sức mạnh nữa thì bây giờ mình sẽ tiến hành làm nốt cái nhiệm vụ đến thần mèo. Sau đó mình sẽ đi úp một tí nha anh em. Tại vì với cái sức mạnh này của mình thì chắc là chưa ăn được con thần mèo đâu. Tại vì mình cũng không mua đồ theo sức mạnh ấy. Thế nên là mình cứ nói chuyện, sau đó mình sẽ đi úp thêm sức mạnh nhá. Sau khi đủ thì mình sẽ quay trở lại đánh bại con này sau. Đây bây giờ mình sẽ cộng tiềm năng và sức đánh cái đã. Nói chung là úp thì cứ full sức đánh thôi, chứ chả còn gì để nâng nữa. Bây giờ chắc là mình sẽ về nhà mua tự động luyện tập nhá. Ok anh em ơi, thì bây giờ chúng ta cùng mua tự động luyện tập nào. Mình mua tầm 100 phút đi nhá. Tại vì bây giờ AD fix cái sức mạnh này ấy, thì bao nhiêu sức mạnh cũng dùng được cái tự động luyện tập này mà. Hồi xưa thì hình như là 150 triệu hay 200 triệu ấy mới dùng được. Đấy, bây giờ mình sẽ úp ở bên map, đó chính là rừng nấm nha anh em. Khiếp, từ khi AD fix kẹp xích kích hoạt map vắng thế. Hồi xưa map ít nhất phải có hai người trên một khu anh em ạ, bây giờ chả có ai luôn. Cái đậu xanh đó, úi sao quá yếu nhở, yếu này làm sao mà mình lên sức mạnh nhanh ta, chết giờ. Ok, và sau một khoảng thời gian phải gọi là 30 phút, khá là lâu đấy, mình vừa đi làm nhiệm vụ hàng ngày vừa úp các thứ, thì bây giờ mình nghĩ là mình có thể giao đấu được thần mèo rồi. Thì bây giờ chắc là quất thôi, đậu xanh thần mèo với chúng tôi. Không có tuổi nhá, đừng có đùa, đừng có đùa với chúng tôi. Ok. Rồi thì tiếp theo đó chính là tàu 77, thì mình chỉ việc đó chính là tháo cái này ra, tháo ba món này ra và nhảy xuống là pem thôi. Đừng có mà nhờn. Đây, nốt cái nhiệm vụ này nữa thôi là mình giao dịch được rồi. À không, phải thêm mấy nhiệm vụ nữa anh em ạ. Thì mới giao dịch được, tại vì nốt nhiệm vụ này chỉ lên được hơn 300k sức đánh, à 300k sức mạnh thôi. Đó, ui úp từ sơ sinh lên 300k, à, lên 1 triệu năm lâu thế nhở. Cái đậu xanh tí nữa úp lên 200 triệu như thế nào đây. Me, ok, đã xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nói chuyện với mấy ông này, nói phét với mấy ông này rồi về trả nhiệm vụ lẹ lẹ thôi. Chứ đậu xanh từ nãy giờ câu giờ hơi nhiều anh em ạ. Với mấy cái nhiệm vụ linh tinh này. Ok, phải báo cáo nhiệm vụ cái đã. Rồi, thì tiếp theo là nhiệm vụ sang bên ông Guru rồi. Cái này là hơi căng nha. Có nên cộng tí HP không? Thôi chắc không cần đâu, tí nữa cộng đi. Thì bây giờ mình sẽ sang bên đảo Guru nhá. Thì tiếp theo là nhiệm vụ bang hội rồi, 300k sức mạnh rồi nha anh em. Thiếu 40k sức mạnh nữa là mình sẽ được, đó chính là giao dịch được. Mình giao dịch sang cái set tiềm năng sức mạnh luôn. Rồi, Masenko cấp 1 này. Bây giờ mình sẽ tìm bang cái nha. Ok, và đã đến lúc rồi anh em ơi. Mình vừa giao dịch, đó chính là set tiềm năng sức mạnh sang. Đây, mình giao dịch Zara này, mình khả năng phải thay bằng cái Zara hút anh em ạ. Chứ mình sợ là như này nó nhiều tiềm năng thật đấy, nhưng mà không bất tử được anh em ạ. Đấy, mình mua full item luôn nha anh em. Đấy, Dubai Up Jean, anh em nghe cái tên là anh em phải hiểu cái cách úp nó sẽ như thế nào. Đấy, bây giờ mình sẽ treo úp ở bên heo rừng cái nha. Đó, chưa làm nhiệm vụ vội, cứ đi úp sức mạnh cái đã nha anh em. Đó. Thank you.
Ok anh em ơi, và đây là chặng úp sức mạnh cuối cùng rồi. Thì 18 triệu lên 200 triệu, chuẩn bị khởi hành thôi. Và phun bùa 8 giờ nha. Thì mình cũng không biết là tầm mất bao nhiêu giờ thì lên được, nhưng mà mình cứ quất tầm 8 giờ đi để xem nó như thế nào. Ok, mua một tí vệ tinh nữa đi. Đậu xanh Dubai mà lại không mua vệ tinh thì nó là một sai lầm anh em ơi. Đó, một cái hành trình từ sơ sinh lên 200 triệu kể ra khá là gian nan. Tí nữa mình sẽ xem mà bỏ mộng. Sau khi lên 200 triệu để xem là mình online mất bao nhiêu giờ thì chúng ta sẽ lên được 200 triệu nha anh em. Ok, bắt đầu thôi. Thì mình sẽ đi up thôi nào. Ok anh em ơi, và nói chung là hiện tại còn một tí nữa thôi là mình đã đạt được, đó chính là 200 triệu sức mạnh. Đây thì đây 199 rồi. Ôi đậu xanh, ơi 200 triệu rồi. Đó thì mình mua bùa 8 giờ, nói chung là thừa anh em ơi. Đậu xanh úp có gần hơn 1 giờ một tí, lên bà nó rồi. Me nó, lên 200 triệu sớm vãi lìn. Nói chung là tốn rồi. Thôi, rời bang thôi để chuẩn bị mình đi bật đồ kho báu anh em ạ. Ok, và bây giờ mình sẽ sang bò mộng để cho anh em xem là mình mất đó chính là bao nhiêu lâu để mình lên được 200 triệu nha anh em. Đây cái PT của úp điểm thành tích bang của mình đây. Đó, đang giảm sức mạnh rồi anh em ơi. Và đây chính là thành quả của mình sau bao nhiêu giờ đấy. 5 tiếng, ui, chơi 5 tiếng từ sơ sinh lên 200 triệu nha anh em. Ok, còn chưa nhận luôn mấy cái này này. Đó, thì nói chung là hôm nay clip của mình cũng đến đây thôi nha anh em. Và nếu anh em thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Ok, bye bye anh em.